xin chào các bạn và ok hôm nay Đạt sẽ chỉ các bạn ăn chuối nha, ăn chuối đúng đắn chuối nè, cái tóc của chị Hà đó. Ok, lột chuối ra đó, có cái tay của chị Hà, cái tay của chị Hà nha các bạn, quá là buồn, chị Hà pro quá. Đợi một chút, Đạt đang lột chuối và cái này là do móng tay của Đạt nha. Ok, làm thế nào để ăn chuối, cái chính là trái chuối và ok. Này chị Hà đang quay bên lấu luôn nha. Ngon quá. Ok, tới đây tôi đang sợ đi thì chết liền. Ok, đó chính là cách ăn chuối và xin cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàm. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.